trong một không gian rất rộng như thế này. Có những chỗ để cây mà chúng ta cảm thấy là sự trưng bày rất luyến tiếc, bởi vì để như thế này những cây lại rất trong tầm vừa phải, trông dáng rất là đẹp đẽ mà lại để khu như thế này. Bên kia tất nhiên là còn rất nhiều cây nhưng tôi sẽ không quay, và hôm nay chỉ quay hai cây. Đây là một cây chuẩn bị đi triển lãm đợt tới tại Hà Lan, La Mã. Đó là cây tể tướng lưng ngù, xem là cái tên như thế nào. Với cái tên tể tướng lưng ngù, một tác phẩm nhỏ tầm trung 4 người B. Chúng ta có một tác phẩm như thế này đi chơi thì quả là một giá trị rất lớn. Trời lại bắt đầu đổ mưa, vẫn do tàn dư cơn bão số 4. Cây đã được đem đi trưng bày. Tác giả tể tướng lưng còng, chủ sở hữu Lưu Quốc Long, hơi bị gió rung. Tại Tây Mỗ, Hà Nội, Từ Liêm, Hà Nội. Ta thử xem cái mặt chính của nó như thế nào. Bước vào thảm cỏ. À, cây còn đương được vít một số cành, tức là muốn hạ thấp cành ở độ cao. Nhưng chúng ta vẫn có thể ngắm nhìn nó được. Với một là thân lưng gù, đúng là lưng còng. Không hiểu tại sao lại đặt tên là tể tướng. Chắc là nó oai phong lẫm liệt, chứ không đã được nếu hiểu điệu đã được đặt như là dáng mẹ, dáng mẹ, dáng cha. Nhưng ở đây có lẽ vì tính mời phong cho nên đã muốn đặt nó là tên là tể tướng lưng gù. Thực ra những cành hoành cũng rất dẻo, kể cả mang tên thân mẹ lưng còng cũng vẫn được. Nhưng đây là do tác giả, tôi cũng không tham gia vào điều này. Đang quay thì trời mưa, rất nguy hiểm. Khi đang quay thì trời mưa, tôi phải bật đô và tiếp tục làm công việc quay lốt cây này. Đó là tác phẩm lưng gù. À, như đã nói, cũng có cái độ rất là dẻo. Giá như mà đặt là lưng mẹ thì có lẽ là nó sẽ gắn liền với Việt Nam hơn, gần gũi với người Việt hơn. Nhưng đây lại đặt là tể tướng lưng gù. Đấy, một cành hoành đẹp như thế này nhưng lại được hạ xuống như là một chiếc gậy, như là một chiếc gậy trống. Thôi, cứ theo như tác giả, cứ gọi là tể tướng lưu ngủ đi. Thì đúng là thân còng thật. Rất tuyệt tác. Nó được ký đá có lẽ cũng rất lâu rồi. Cũng nằm trên lưng một con rùa. Và người ký đá cũng rất khéo. Đó là con rùa là lưng rất thấp, nó không vung vinh, có nghĩa là có một sự cân đối trong tác phẩm này. Mặt chính là bên dưới bên kia, nhưng dù chính hay phụ thì nhìn góc ngang chúng ta cũng thấy độ đẹp của nó. Đây là độ ngọn cũng rất dẻo và yếu điệu. Và do yếu điệu cho nên tôi mới nói là thân mẹ lưng còng là như vậy, mang tính chất của Việt Nam. Cây này sẽ được cắt lại và sẽ được bày trên một chiếc chậu đẹp hơn
bởi vì bây giờ nó rất là hoang sơ, được đặt trên một chiếc chậu có lẽ là sứt mẻ, nhưng không vì chậu mà chúng ta lại không đánh giá cao ở cây này. Và bên cạnh nó cũng có một cây rất đẹp là đặt ở trên chiếc chậu tàu, rất là chắc chắn hai cây. Thế nhưng vì trời mưa quá, có lẽ tôi phải dừng video, không thể thực hiện cuộc quay được nữa. Ở dưới cũng vẫn một cành hoành, bên cạnh cũng là một cành dơi. Đúng là tác giả luôn đi theo một ý tưởng của người cổ xưa kia. Muốn mô tả tay chỉ thiên địa rõ ràng. Cành rất dẻo, cũng là hoành nhưng cành rất dẻo, cũng là hoành nhưng hoành uốn lượn. Ở phía trên chúng ta nhìn tổng quát ở đây, như vậy chỉ hai tác phẩm thôi cũng đánh giá được cả trình độ của người chơi như thế nào. Có lẽ là rất giỏi. Trời quá mưa và tôi cũng sẽ phải hoàn thành tác phẩm ở mặt trái của cây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn tôi thì đương đứng ở dưới trời mưa thực hiện nốt video này.